Rồi, xin chào anh em ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em cái hàng ngũ cốc bên em nha nè. Ngũ cốc bên em ha. Thì cái ngũ cốc bên em là bán nhiều lắm nha nè. Cái ngũ cốc này, hàng này, hàng mộc nha. Mộc nguyên nha nè. Thì cái hàng mộc này thì nhìn nó không có mướt như những cái hàng khác nha anh em. Hàng này mộc nguyên luôn. Thì em không có dùng chất diệt mối mọt hay là phẩm màu trộn gì vô con này nha nè. Thì hàng này hàng mộc nguyên xài an toàn lắm. Thì ngũ cốc ở đây thì em cho mấy cô gái của em ăn á, là nó cực kỳ căng lửa luôn nha nè. Trong này thì em trộn cũng nhiều loại lắm, trộn tới 12 loại lắm, như là quả thái mấy màu nè, thái đen, bo bo trắng, bo bo đỏ, kê vàng, kê đỏ, lắng tròn, lắng dài, mình ghi qua vàng đầy đủ trong này hết trơn nha nè. Thì trong này nó có nhiều loại lắm, như là thằng lắng tròn nè, lắng tròn, lắng dài, với thằng là ăn cực kỳ căng lửa luôn nha nè. Còn cái thằng mầm ghi thì ăn chữa bệnh luôn, thì trong này ăn tốt cực kỳ luôn nha nè. Ngũ cốc này tốt lắm. Cái ngũ cốc này thì em cũng không có nhập số lượng nhiều nha nè, nhập vừa đủ bán. Thì ít bữa nữa thì hết thì em nhập nữa, nhưng nhập nhiều quá rồi bán mãi là nó sẽ bị có mối mọt nha anh em. Hàng này hàng mọt thì anh em xài về, anh em xài á thì lâu lâu mình cũng phơi nắng cái nha anh em, cho nó không có mối mọt gì. Hàng này hàng mọt nguyên zin luôn à. Thì ngũ cốc này hiện tại thì em đang bán giá là 60 nha anh em. Trong này thì em cái trộn nhiều loại lắm, thì trong này có nhiều loại mắc tiền lắm nha anh em. Mắc tiền nha anh em. Chứ mầm ghi là ký cũng trăm mấy đó nha anh em, nó tròn nó dài thì ký cũng 100.000 mắc lắm. Thì trong này thì nó có hàng việt, hàng nhập đồ đầy đủ chứ. Thì anh em mua, như anh em mua chẳng hạn, mua anh em mua rồi em có bán nha nè, mua về mình để mình tự trộn, như là lắng tròn lắng dài mình ghi qua vàng, hay là anh em muốn mua bo bo trắng bo bo đỏ đầy đủ hết, em bán có bán rồi nha nè. Thì anh em cần mẫu nào thì điện em sẽ báo giá luôn, báo giá của em cho anh em luôn nha anh em. Hoặc là anh em muốn mua gì trộn sẵn này nè, thì về mình trộn sẵn về mình cho nó ăn thôi nè. Thì ngũ cốc bên em không bao phí nha nè, thì một ký là 60 ha. Thì ngoài thị trường thì nó cũng nhiều giá lắm nha anh em, nhưng mà người ta trộn như mấy cái khác thì em không biết ha. Bên đây thì cái trộn mấy cái mẫu mắc tiền nha anh em, tiền ha, nhiều giá lắm. Thì bên em không có trộn, em không có trộn những cái hạt lớn nha anh em, hạt nhỏ vừa ăn là trộn cái hạt lớn về nó ăn lựa lắm, ăn lựa mất công mình đó nè, mất công nặng mình cho nó ăn lựa nữa. Cái mình thường mình cho ăn khoảng 2-3-4 ngày, mình đâu có từng lễ mình than lần, nhưng anh em cho nó ăn lựa sốc tùm lum dân dân lum dân nha nè, nó bươi á, nó sốc tùm lum hết trơn á. Còn cái này thì có góc bên em thì nó ăn hết luôn nha nè. Thì anh em điện đặt hàng, số điện thoại để cho tôi đề á, anh em điện số đó hoặc nhắn tin số đó Zalo nha nè, thì em xin địa chỉ gửi về cho anh em. Còn kêu là anh em mà muốn khỏi điện thì anh em có thể qua bên Shopee nè, Lazada, TikTok, anh em gõ bên kênh của em á, kênh Vẫy Thép á, thì nó sẽ hiện lên. Mình nói em đăng nhiều lắm, nhiều mặt hàng lắm nha nè, thì như là quần áo, ngụy trang, liều lụp lồng nuôi, thoáng ngũ cốc, hay là bẫy lụp về tùm lum hết trơn nha nè. Chả cúc chích quất bìm bịp mẹt đồ đầy đủ hết, anh em cần mẫu nào thì qua em đó nha nè, em có bán đầy đủ hết. Rồi lần nữa em cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ ngũ cốc bên đây nha anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.